bản tin gồm những tin chính sau: gói hỗ trợ đợt 3 dự chi 7.300 tỷ cho 7,3 triệu dân thành phố, bao gồm 4 đối tượng được nhận hỗ trợ. Số ca nhiễm COVID-19 của thành phố giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Đường xá thành phố đông vì cho phép shipper hoạt động trở lại. Tại họp báo chiều 20 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan thông tin về gói hỗ trợ lần 3 cho người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ông Hoan cho biết, số lượng hỗ trợ dự kiến là hơn 7,3 triệu người, không phân biệt thường trú hay tạm trú, lưu trú. Mức hỗ trợ dự kiến là 1 triệu đồng một người, cách thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc chuyển thẳng vào tài khoản người dân tùy theo nhu cầu của người nhận hỗ trợ. Dự toán kinh phí hỗ trợ hơn 7.300 tỷ đồng. Ông Hoan cho biết thêm, gói hỗ trợ lần 3 dựa trên cơ sở đã chi các gói hỗ trợ 1 và 2. Danh sách cũng dựa trên các gói hỗ trợ đã thực hiện và cập nhật bổ sung các trường hợp khó khăn. Mục tiêu là cố gắng lo làm sao càng làm càng sâu sát, làm sao để nhiều người hưởng chính sách này, làm sao đảm bảo công bằng. Quá trình làm phát sinh nhiều thứ hàng ngày, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra xem bà con thế nào, để làm sao công khai, minh bạch. Trong quá trình thực hiện, không thể không thiếu sót, quan điểm là phủ hết và không để trục lợi xảy ra, ông Hoan nói. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gói hỗ trợ 3 có 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: nhóm 1 là thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh thật sự khó khăn, hỗ trợ theo người thay vì theo hộ. Nhóm 2 là người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn, bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn, gồm cả trường hợp người lao động đang cách ly tập trung, đang điều trị tại bệnh viện. Nhóm 3 là người phụ thuộc của nhóm 2 trên gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách, bao gồm cả trường hợp người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh. Nhóm 4 người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách và đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Như vậy, những người đã về quê sẽ không được nhận hỗ trợ mà là những người đang có mặt tại thành phố thuộc 4 đối tượng trên. Những người tình cờ có mặt tại thành phố trong thời gian giãn cách nhưng không đi được, bị mắc kẹt lại mà thực sự khó khăn thì được hỗ trợ, ông Hoan cho biết. Gói hỗ trợ lần 3 không hỗ trợ đối với người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội và được người sử dụng lao động trả lương của tháng 8 năm 2021. Để tránh tình trạng trục lợi gói hỗ trợ 3, ông Hoan cho biết, lần này thành phố làm hết sức chặt chẽ. Các phường, xã, thị trấn lập hội đồng xét duyệt với đầy đủ thành phần gồm lãnh đạo, công an, mặt trận, khu phố cũng có cơ chế như vậy. Sau khi lập danh sách, trình danh sách để Ủy ban Nhân dân quận, huyện, TP Thủ Đức phê duyệt. Ủy ban Nhân dân quận, huyện chỉ đạo cơ sở nếu cố tình trục lợi thì xem xét xử lý trách nhiệm. Nếu đúng đối tượng thì báo cáo đúng đối tượng, không phải thì nói cho bà con hiểu là không đúng đối tượng. Sẵn sàng chuyển tiền tới tận quận, huyện sẵn sàng danh sách, dự kiến đến thứ 6 này, ngày 24 tháng 9, sẽ bắt đầu triển khai cho bà con, ông Hoan nói. Ngày 20 tháng 9, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới ít nhất trong một tháng qua. Ngày 20 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước. Đây là mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây. Tính từ 17 giờ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.357 ca so với ngày trước đó và là mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây. Tại 38 tỉnh, thành phố có 6.154 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: thành phố Hồ Chí Minh 5.171, Bình Dương 1.410, Đồng Nai 869, Long An 268, Tiền Giang 211, Kiên Giang 175, Đắk Lắk 113, An Giang 100, Cần Thơ 48, Quảng Bình 35, Tây Ninh 32, Bình Thuận 28, Đắk Nông 27, Bình Định 23, Khánh Hòa 19, Đồng Tháp 19, Quảng Ngãi
16, Phú Yên 15, Hậu Giang 10, Cà Mau 10, Hà Nội 9, Ninh Thuận 9, Bạc Liêu 8, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Bình Phước 5, Thừa Thiên Huế 5, Sóc Trăng 5, Vĩnh Long 4, Hà Nam 3, Đà Nẵng 3, Quảng Nam 3, Thanh Hóa 2, Trà Vinh 1, Lâm Đồng 1, Bến Tre 1, Quảng Trị 1, Gia Lai 1, Bắc Ninh 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương trừ 922, Thành phố Hồ Chí Minh trừ 325, An Giang trừ 187. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk 113, Tiền Giang 109, Kiên Giang 24. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 10.160 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 691.285 ca, trong đó có 459.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đường phố thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp khi hơn 80.000 shipper được hoạt động. Các tuyến đường lớn, nhất là đường liên quận, lượng phương tiện đông hơn khi các shipper được phép tăng số lượng hoạt động. Ngày 20 tháng 9, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đông đúc hơn khi shipper và một số nhóm liên quan hoạt động cung ứng hàng hóa được tăng cường. Nhiều chốt kiểm soát ngoài việc kiểm tra thủ công thông qua lực lượng chức năng, còn bố trí máy tự quét mã QR để việc kiểm tra nhanh hơn, tránh ùn ứ phương tiện.